We're looking at over 220 million Americans who just in the last several months died. Xin kính chúc sức khỏe dồi dào đến mọi người mọi nhà để quý vị còn xem video của Von Vlog Minnesota. Thưa quý vị, trong mùa bầu cử năm nay, người dân Mỹ luôn xếp chính sách chăm sóc sức khỏe là một trong những vấn đề quan trọng nhất để họ quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào. Hồi tháng 8, một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 68% cử tri nhận định chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng khi họ bỏ phiếu. Đầu tháng 10 này, một cuộc khảo sát của Gallup chỉ ra rằng 80% cử tri nói chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng để họ quyết định bỏ phiếu cho ai. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, dù có một số ít điểm chung về giảm giá thuốc, chi phí chữa bệnh cũng như duy trì bảo hiểm cho những người có bệnh tiền sử, nhưng về cơ bản các kế hoạch của họ là khác nhau. Dưới đây là cái nhìn sơ bộ về kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông Trump và ông Biden, tạm gọi là Trump Care và Biden Care. Các thông tin này được tổng hợp từ các chiến dịch tranh cử, các phát ngôn của hai ông và những gì hai ứng viên tổng thống đã đang làm. Trump Care. Ngay từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc cuối tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã muốn xóa bỏ hoàn toàn đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, hay thường được gọi là Obamacare, vì do Tổng thống Obama ký thông qua thành luật năm 2010. Vào thời điểm ông Trump bắt đầu làm Tổng thống Mỹ, Obamacare đã khiến cho mức phí bảo hiểm tăng hơn gấp đôi trong thị trường bảo hiểm y tế cá nhân với người mua bảo hiểm là lao động tự doanh và nhiều người không có bảo hiểm tại nơi làm việc. Tiền khấu trừ cũng đã tăng lên nhanh chóng và mọi người đã có rất ít lựa chọn về kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Các gia đình có mức thu nhập trung bình và các doanh nghiệp nhỏ và lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, nhiều người trong số này bị buộc phải từ bỏ loại bảo hiểm y tế họ thích, trở thành không có bảo hiểm hoặc phải trả phí bảo hiểm cao hơn. Đã vậy còn thêm chuyện nhiều gia đình mà bị mất bảo hiểm sau đó bị ép phải nộp thuế theo quy định của Obamacare đối với những người không có bảo hiểm. Tổng thống Trump và lưỡng viện quốc hội khi đó do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số hoàn toàn đã xóa bỏ án phạt nộp thuế với người không có bảo hiểm. Quốc hội với sự đồng thuận lưỡng đảng cũng đã xóa bỏ các loại thuế Obamacare về bảo hiểm y tế và đổi mới y khoa. Tổng thống Trump đã không dừng lại ở đó. Ông đã hành động quyết đoán để giúp hàng chục triệu người Mỹ đã bị tổn hại do Obamacare. Chính quyền Trump đã ổn định thị trường bảo hiểm cá nhân và mở rộng các lựa chọn bảo hiểm giá cả phải chăng vượt ra ngoài thị trường đó. Phí bảo hiểm thị trường cá nhân đã giảm xuống từ năm 2018 và mọi người dân có thêm các lựa chọn về các kế hoạch chăm sóc sức khỏe Obamacare hoặc kế hoạch chăm sóc sức khỏe không phải Obamacare. Kết quả là, thật trớ trêu, Obamacare dưới thời ông Trump đã trở nên phổ biến hơn. Tất nhiên đó là phiên bản Obamacare đã có điều chỉnh. Chính quyền Trump đã vạch ra lộ trình cho những cải cách y tế rộng lớn hơn với 120 trang. Kế hoạch chi tiết gồm hơn 50 khuyến nghị cho việc mở rộng lựa chọn và cạnh tranh về chăm sóc sức khỏe. Nhiều khuyến nghị trong số này đã được đưa vào thực thi, trong đó có mở rộng minh bạch giá, tăng cạnh tranh về dược phẩm và cải thiện đáng kể việc chăm sóc cho những người bị bệnh thật. Với những hành động nêu trên của chính quyền Trump, người dân Mỹ sẽ biết được đơn giá chăm sóc sức khỏe trước khi họ sử dụng dịch vụ. Điều này sẽ thúc đẩy cạnh tranh và mang lại các khoản tiết kiệm chi phí lớn cho các gia đình trung lưu. Một hành động khác của chính quyền Trump sẽ khiến cho thị trường bảo hiểm cá nhân tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đó là chủ lao động bây giờ thông qua các thỏa thuận bồi hoàn y tế HRA có thể sử dụng tiền miễn thuế để bồi hoàn cho những người lao động đã mua bảo hiểm trong thị trường cá nhân. Như vậy, Trump Care bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục tiêu sau. Giảm giá thuốc và phí bảo hiểm. Năm 2020, Tổng thống Trump đã nỗ lực giảm giá thuốc bằng các lệnh hành pháp, trong đó có những lệnh tạo điều kiện cho nhập khẩu thuốc từ Canada và mở rộng các dịch vụ Medicare, chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên và Medicaid, chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp tới các khu vực nông thôn. Bảo hiểm cả cho người có bệnh tiền sử và bảo vệ an sinh xã hội và chương trình Medicare. Nhấn mạnh vào ưu tiên bảo hiểm tư nhân, trong đó đặt bệnh nhân và bác sĩ trở lại việc chịu trách nhiệm về hệ thống chăm sóc sức khỏe. Biden Care thì sao? Không giống như kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông Trump, Biden Care tập trung vào nâng cấp và mở rộng Obamacare,
thông qua lựa chọn công, trong đó cho phép nhiều người hơn có thể mua được bảo hiểm y tế và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Lựa chọn công của ông Biden sẽ là đề xuất không thu phí bảo hiểm đối với người Mỹ trong các tiểu bang không cung cấp phúc lợi Medicaid, miễn là họ đủ điều kiện trong các tiểu bang khác, theo trang web của chiến dịch Biden. Cũng giống như TrumpCare, kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông Biden cũng nhắm vào giảm giá thuốc cho những người dân đang phụ thuộc vào chương trình Medicare. Ông Biden dự định tạo ra một ủy ban độc lập chịu trách nhiệm đánh giá lại và điều chỉnh giá thuốc và xóa bỏ các khoản miễn thuế nhất định đối với các công ty dược. Ông Biden cũng đã từng nói rằng kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông sẽ bao gồm cả những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Đây là hạng mục không có trong Obamacare. Khác với ông Trump, ông Biden ủng hộ hoàn toàn việc cấp tiền cho tổ chức kế hoạch hóa gia đình Planned Parenthood và phản đối tu chính án HIDE, trong đó có nội dung cấp tiền liên bang cho hầu hết các hoạt động phá thai. Ông Biden cũng ủng hộ phân bổ tiền liên bang cho việc tạo ra các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em và người già, theo trang web của chiến dịch Biden. Ông cũng kêu gọi hình thành các tập đoàn công việc y tế công, trong đó sẽ thuê hơn 100.000 nhân viên y tế trong các khu vực khó khăn và ủng hộ chương trình huấn luyện 35.000 lao động, những người sẽ giúp các cựu chiến binh khó khăn và nhiều người đang nỗ lực cai nghiện ma túy, theo NPR. Ông Biden không công khai ủng hộ hệ thống chăm sóc sức khỏe một tổ chức chi trả mà nhiều người cực tả trong đảng Dân Chủ cổ suý. Dù vậy, Tổng thống Trump cho rằng ông Biden ủng hộ hệ thống bảo hiểm này. Vụ bê bối máy tính tách tay của Hunter Biden. Ngay cả khi ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, được bầu làm tổng thống, bằng chứng đáng nguyền rủa sẽ tiếp tục xuất hiện rằng con trai của ông hoàn toàn chấp nhận truyền thống bán hàng rong, ảnh hưởng vô liêm sỉ của Washington. Nếu không nói gì khác, Hunter là đối tượng đài của lòng tham, một hình elip nên được dựng lên để vinh danh anh ấy. Nhưng những câu hỏi chưa được giải đáp là ông Joe Biden biết được bao nhiêu và ông đã tham gia vào các âm mưu bất chính, nếu không phải là bất hợp pháp ở mức độ nào. Ông Biden, người đã cao tuổi, hy vọng rằng ông ấy có thể khập khiễng vượt qua vạch đích bầu cử bằng cách từ chối trả lời những câu hỏi nổi bật đó và bằng cách tố cáo bằng chứng buộc tội là kẻ xấu và một đống rác. Ông ta cẩn thận làm theo kịch bản do đảng Dân Chủ sắp xếp trong cuộc tranh luận tổng thống tối hôm thứ Năm. Với vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, theo như báo chí cánh tả đưa tin, ông Biden giờ chắc chắn sẽ rút lui về khu vực cư trú an toàn ở tầng hầm của mình, cố gắng hết sức để cho thời gian trôi qua mau cho đến ngày 3 tháng 11. Ông ấy có định ngủ trưa để vượt qua vụ bê bối không? Tại sao không? Thời gian đang đứng về phía ông Biden. Những tiết lộ đáng lo ngại về thứ chỉ có được mô tả là tham nhũng, thứ hạng đã đến quá muộn trong trò chơi chính trị. Khoảng 50 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Họ làm như vậy mà không có lợi gì khi biết rằng người đàn ông mà họ bầu để vào Nhà Trắng đã lừa dối họ, đã không nói lên sự thật về kẻ lừa đảo chính là con trai của mình và hàng triệu đô la mà người con của ông Joe Biden đã bỏ túi bằng cách lợi dụng quyền hành của người cha già thân yêu khi cha mình còn tại chức phó tổng thống. Ông Joe Biden cũng đang nhờ đến những người đại diện như Adam Schiff, T.C. Calip để phổ biến thông tin sai lệch nhằm che đậy dấu vết của ông ta. Ông Schiff là một ngôi sao kỳ cụ, tài ba khi nói về sự gian dối. Ông đã dành 3 năm tuyên bố rằng ông đã có bằng chứng không thể chối cãi về sự thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga khi ông không làm như vậy. Vô số lời nói dối của ông ta tạo thành một cuốn sách bách khoa toàn thư về sự dối trá. Thông tin mới nhất của ông Schiff là máy tính xách tay của Hunter Biden là thông tin sai lệch của Nga. Điều này đã được FBI và Giám đốc Tình báo Quốc gia vạch trần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chưa kể các nguồn tin trên các cuộc trao đổi email được phát hiện trên máy tính xách tay khép tiếng hiện nay. Tuy nhiên, ông Joe Biden vẫn cố gắng quảng bá thông tin sai lệch trong cuộc tranh luận tổng thống. Có bao nhiêu cử tri không hiểu biết đã chấp nhận sự mệt mỏi đó? Quá nhiều. Tôi tưởng tượng ông Biden đã tin vào điều đó. Về mặt thực tế, đó là những người Nga chết tiệt. Các cử tri có thể đã tự lẩm bẩm khi họ thề sẽ chọn ông cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Ông Biden cũng đã khá hoài nghi về việc ông kêu oan và tuyên bố rằng ông không biết gì về các giao dịch kinh doanh khét tiếng của con trai mình, mặc dù đã có bằng chứng danh dự. Có vẻ như ứng cử viên tổng thống thực sự muốn cử tri chấp nhận sự say mê ngấm ngầm rằng ông ta là Joe không biết gì. Mô tả chính xác hơn
Joe trong sáng. Ông ấy nâng tầm sự trốn tránh lên thành nghệ thuật. Bobulinski, người đã muộn màng đưa ra các tin nhắn văn bản và email có vẻ như để chứng minh sự đồng lõa của ông Joe Biden trong các doanh nghiệp bất chính của con trai mình. Ông đặt câu hỏi rằng máy tính xách tay của Hunter có phải là hàng chính hãng hay không? Dù sao, thì chúng tôi cũng biết điều đó vì ông Joe Biden và Hunter Biden đều không bác bỏ nó. Họ cũng đã không từ chối các email hút thuốc. Nhưng bản thân các email là gì? Tính xác thực của chúng được. Bobulinski xác minh, họ cho thấy rằng một liên danh bí ẩn mang tên CEFC China Energy đã tìm cách mua ảnh hưởng của Mỹ thông qua một loạt các giao dịch bí mật phụ thuộc vào ông Joe Biden, nhưng do ông và con trai của ông ta thương lượng. Theo ông Bobulinski, ông Joe Biden đã tích cực tham gia và tham dự ít nhất một cuộc họp, trong đó thương vụ béo bở đã được thảo luận, hàng triệu đô la sẽ đổ về cho gia đình Biden. Đương nhiên, các thành viên của gia đình Biden rất thận trọng. Điều này giải thích dấu vết từ những giấy tờ. Tất nhiên, cho đến khi máy tính xách tay của Hunter Biden bị đánh rơi một cách ngu ngốc tại một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware và sau đó bị bỏ rơi. Đó là khi FBI có quyền truy cập vào nội dung của nó, nhưng đã cố tình chôn giấu bằng chứng trong một năm qua. Lừa đảo ở Trung Quốc có bao giờ thành hiện thực không? Công ty năng lượng đã phá sản. Nhưng đó không phải là vấn đề. Bằng chứng chỉ ra rằng, ông Joe Biden sẵn sàng tận dụng tên tuổi, danh tiếng và triển vọng, có chức vụ cao của mình để kiếm lợi về mặt tài chính từ một đối thủ là Hoa Kỳ. Để bảo vệ mình, ông Joe Biden đã nói với người dân Mỹ trong cuộc tranh luận tổng thống rằng ông không bao giờ nhận một xu nào từ người Trung Quốc. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nó không phải là vì mình không muốn thử. Đó là một pha đánh võng, trói quanh điêu luyện. Cướp ngân hàng là một tội ác không kém vì cướp không thành. Điều này cũng đúng với các quy chế chống tham nhũng của chúng ta. Không thành công không giúp bạn tránh khỏi tội phạm. Liệu một chính trị gia tham nhũng đã sai lầm và hầu hết mọi thứ trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình sẽ trở thành tổng thống? Nếu vậy, những hành vi đồi bại trần trụi được định nghĩa là một người đàn ông quá sẵn sàng hy sinh sự chính trực cho quyền lực. Theo nguồn báo Fox News, bài viết được dịch ngữ chuyển ngữ bởi Mỹ Linh Hood.